Được đó. Rồi bây giờ nè, thí dụ giờ lấy nhau thì con cái em muốn mấy đứa? Càng đông càng vui cũng được. Anh có hay ghen không? Ghen thì yêu mới là ghen đúng không? Dạ đúng rồi, có yêu thì có thì ghen. Có ghen. Ghen ác không anh? Không có ác đâu, anh dễ này sao ác được. À đấy ạ. Chứ cô này ra là các chàng trai theo nhiều lắm luôn đó. Phải không anh? Phải mà. Sao cô ấy? Sao cô ấy hả? Trời ơi, dễ thương quá, ngồi xuống mời bạn. Rồi, ưu tiên bạn nữ giới thiệu trước đi em. Dạ, xin kính chào các quý vị khán giả. Xin kính chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Chào em. Xin chào anh bên ấy ạ. Em xin tự giới thiệu. Rồi, chào em là Trần Thị Thùy, năm nay em 25 tuổi. Hiện là nhân viên quản lý đơn hàng tại Bình Dương, quê quán là Thanh Hóa. Rồi, mời bạn nam giới thiệu. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng bạn nữ kế bên, cùng dạ, mọi người anh đến đây. À, em tên là Sử, dạ em 24 tuổi ạ. Quê ở Hà Tĩnh mà đang làm ở Bình Dương. Bình Dương luôn. Vậy là được rồi. Em làm gì? Dạ, em làm nhân viên môi trường mà em mới nghỉ chuyển qua làm tự do. À, tức là làm về môi trường đúng không? Xưa em học cái gì ra mà làm môi trường? Công nghệ môi trường. Công nghệ môi trường. À, 24 tuổi lấy 25 tuổi được không? Dạ, cái này để em xem đó chị ơi. Xem gì em? Xem bạn nữ có chịu hay không. Bạn nữ chịu không em? Sẽ chịu ạ. Không cần xem luôn hả? Tốt rồi. Anh nghe giọng là thấy bắt sóng rồi ạ. Bắt sóng rồi. Dạ. Rồi được. Ưu điểm khuyết điểm của em đi. Về ưu điểm thì em là một người vui vẻ. Em hay hát mà hát cũng được. Em còn có thể làm thơ vui và có thể mang lại không khí vui vẻ cho những người xung quanh em. Làm thơ vui đi, thơ vui đi. Vậy thì em xin phép được đọc bài thơ do em tự sáng tác. Tuổi 26 những ước ao, buổi đầu coi bói biết bao là buồn. Thưa rằng con mãi chán trường, yên bề gia thất, thầy lường được chăng? Thầy rằng số tuổi nhâm thân, khổ trăm bề khổ, mất phần người ta. Thôi thì tay cứ xẻ ra, thầy xem cho quẻ, biết ta, biết người. Xẻ tay thầy nghĩa xong rồi, quay qua thầy phán, rối bời ruột gan. Tình duyên lận đận gian nan, 29 tuổi, ắt con chống lầy. Thôi thì con cứ mặc giày, mơ đi mà sống những ngày FA. Nghe xong nước mắt nhạt nhòa, phen này thầy mẹ chắc là ủ ê. Thôi thì em có về quê, đừng ai hỏi chuyện sao chê lấy chồng. Đợi khi duyên tới tình nồng, pháo đèn đưa lối, kiệu hồng rước em. Là bây giờ thầy bói nói còn 3 năm nữa mới lấy chồng hả? Ta 29 tuổi lần hả? Dạ. Rồi bạn trai có ưu điểm khuyết điểm gì không em? À, ưu điểm của em là biết chơi thể thao, biết chơi nấu môn ăn gì? Môn gì em cũng biết chơi. Ví dụ? Thể thao điện tử. Trời ơi, hèn chi. Không chơi điện tử không mà. Dạ không, em nói đùa vậy thôi chứ đá banh rồi cầu lông gì em biết chơi hết. Chắc ngày chạy chắc 5 phút rồi vô chứ. Đâu, em khỏe lắm anh ơi. Khỏe không? Khỏe. Thôi để chị Cát Tường chị thử. Đúng rồi, cái đó em biết rồi. Biết rồi đúng không? Biết rồi, em sợ rồi. Rồi còn gì nữa không em? Em cũng sống kiểu em sống người có tâm lắm. Sống tình cảm ấy, ý là thương người, giúp đỡ người á. Rồi khuyết điểm gì? Cũng nói chuyện hơi nhút nhát xíu. Có mấy mối tình rồi mà nhút nhát? Em ế nguyên thủy luôn á. Cái gì? Ế nguyên thủy. Chưa có mối tình nào luôn hả? 24 năm chưa có bạn gái hả? Thiệt không? Thiệt. Thiệt luôn hả? Hôn chưa? Ta hôn chưa dưới đây làm gì biết mà trả lời. Có bao giờ có phim tình cảm không? Có. Cái đoạn ta hôn nhau mình thấy sao? Thấy vui mà. Ta hôn nhau thấy vui hả? Có cảm giác gì không? Thấy cũng đau nao trong lòng ấy. Mới đến đây đấy anh. Muốn hôn không? Dạ có. Thí dụ giờ mình được hôn cô gái bên kia, nụ hôn đầu tiên mình cảm giác thế nào? Tưởng tượng đi. Chắc là hơi ngọt, hơi ngọt. Ngọt hả? Dạ. Rồi để coi hồi nó ngọt không nha. Dạ. Bạn gái trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ, em trải qua 2 mối tình rồi ạ. Mối tình thứ nhất là vào năm thứ 2 đại học. Mối tình thứ hai là vào năm cuối đại học. Khi mà bạn ấy có ý định là ra nước ngoài học tập để phát triển sự nghiệp thì em rất là ủng hộ, cũng nguyện là chờ đợi hoặc là làm hậu phương. Nhưng mà rất tiếc là cái tương lai phía sau sự phát triển sự nghiệp ấy thì không có bóng dáng của em. Nói chung là người ta đi rồi, người ta bỏ em lại, đúng không? Rồi bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Thì anh soái ca này được miêu tả rất là chi tiết trong bài thơ mà em đã làm, mang tên là Soái ca trốn tìm. Sau đây em xin được đọc để miêu tả về anh soái ca.
Anh để tôi phải chào chào anh Quang nghe. Chào anh Quang coi luôn cái đó. Quang khoái. Trời ơi dễ thương quá. Khoái cái vụ này nè. Trời ơi dễ thương thiệt luôn á. Dạ, cảm ơn anh. Đọc anh nghe luôn nữa nào. Dạ. Anh khoái nghe bài này nè. Xin phép được đọc. Người yêu em hỡi, anh ở đâu? Chàng trai vui tính, chẳng âu sầu. Trưởng thành, chín chắn và trung thủy. Giản dị, chân tâm, chẳng làm màu. Người yêu em hỡi, anh ở đâu? Soái ca hơn em cả cái đầu. Này nhé, chân em hơi ngắn ngắn. Anh bước bên em mới thật ngầu. Anh chẳng rượu chè, chẳng bê tha. Chẳng thích la cà, chẳng trăng hoa. Chẳng ham cờ bạc không cá độ. Mê mỗi mình em, thế thôi mà. Anh à, anh trốn ở nơi đâu? Bắt em tìm kiếm lâu thật lâu. Anh xuất hiện đi, em xin hứa. Yêu mãi anh thôi, được không nào? Trời ơi! Dễ thương quá. Vậy mà nãy ông thầy bói nào ông coi em 29 mà mới lấy chồng. Dạ. Tao đưa em coi vào tay lên. Dạ. Thầy coi 29 lấy chồng. Anh coi 26 lấy chồng em ơi. Vậy là năm sau đó. Năm sau đó. Lấy liền nha. Dạ. Trời ơi dễ thương quá. Cảm ơn anh. Vậy mà thầy bói coi kỳ quá. Không được. Bên kia coi sao chứ là nhiều người muốn bấm chuông dữ lắm rồi đó. Nhiều người bấm lắm á. Bên kia coi chừng nha. Trời ơi dễ thương lắm em trai ơi. Vô nha, vô. Rồi nghe cái tiêu chuẩn bài thơ chưa? Nghe kỹ chưa? Nghe rồi. Rồi cảm thấy mình đạt được tiêu chí bao nhiêu phần trăm? Mình đẹp mình có quyền mà chị. Trời ơi. Vậy luôn hả? Đẹp có quyền luôn đó. Đẹp lắm đó hả Cưng? Dạ em nói đùa chị. Rồi em nghe tiêu chí người ta em thấy mình đạt được nhiêu phần trăm? Thôi chắc 60 thôi chị ạ. 60. Rồi vậy giờ em có những cái yêu cầu gì bên phía nhà gái không? Dạ bạn gái thì chỉ cần ngoan hiền. Nói chung ngoan hiền cũng cần thiết lắm. Sống có tâm là được rồi. À, dạ. Cậu này nãy giờ cứ nghe có tâm hoài ha. Dạ. Chơi thể thao gì mà ốm yếu quá vậy? Đợt này bị ốm vậy. Giờ khỏe không? Khỏe. Nhưng mà kiểu như hít đất thì có xỉu tại đây không? Có môn khác không vậy? Cục dầu. Dạ, nó hơi đẹp hít đất. Có môn nữa chơi bên đũa được không? Dạ được. Trời ơi, không chơi luôn kìa. Đâu hít 10 cái thôi. Em nằm đây luôn sao chị? Nằm đây luôn chị đưa bệnh viện. Dạ rồi. Tội nghiệp con ta nha. Nhắm 5 cái thôi cũng được chị em. Trời ơi. Trời ơi, đâu có lực cũng dữ lắm mà nhoi nhoi như con lãi vậy trời. Sao nó lượn sống dữ vậy? Thôi được rồi, em khỏe lắm, khỏe rồi, khỏe rồi. Thấy gì thấy khỏe rồi đó. Rồi. Cao mét mấy gương? Dạ mét 68. Chắc này có ăn gian mà đâu mét 68 dữ vậy. Có khi 68 khi 67. Do bác sĩ đo cho em. Rồi bây giờ chừng nào mình tiến tới hôn nhân được? Càng sớm càng tốt. Cưới nhau về ở đâu? Dạ ở nhà. Nhà ai? Em có mua căn hộ nhỏ. Mua rồi? Dạ. Hay quá, giờ đang ở nhà ai đó? Cho thuê. À, ngủ cho thuê vậy ở đâu? Ở trọ. Rồi có nhà cho thuê, còn mình ở trọ. Ta tính toán vậy chứ. Cũng được. Rồi nếu như mà đã đám cưới về thì coi như là lấy nhà lại ở đúng không? Dạ. Nhưng mà rồi mua nhà xong rồi giờ còn tiền cưới vợ không? Dạ. Anh Linh anh coi bói cô bên này 26 tuổi là năm sau cô lấy rồi đó. Một năm em tìm đủ mà chị. Một năm là đủ phải không? Giỏi. Có nhà riêng cũng ổn định rồi. Hai đứa ở ngoài miền ngoài vô đây có nhà riêng ha. Dạ. Sinh con đẻ cái rồi ha. Kệ nhỏ nhỏ cũng là nhà mình. Chị làm đây 20 năm mới mua được nhà đó cưng. Dạ. Vậy là bạn nó giỏi lắm rồi đó, tuổi trẻ tài cao. Nhà đó. Em nhà nhỏ mà nhà chị nhà cả mặt tiền mà chị. Thôi tiền gì mà tiền. Dạ. À, rồi đồng ý. Mình có đi với người thân không em? Dạ có. Đi với cô ruột mới anh và em của em đó. À, xin chào MC xinh đẹp Cát Tường. Dạ. Và MC nổi tiếng Quyền Linh. Dạ chào cô. Tôi là cô của bé Thùy. Nhận xét về cái em trai bên này thì nói chung nhìn em thì cũng được nhưng mà hơi ốm yếu. Thì cũng mong em là ráng luyện tập thể thao, phát triển cái số cân nặng của mình lên một chút. Và cô cũng mong muốn là hai con sẽ nắm tay nhau đi đến bến bờ hạnh phúc. Dạ cảm ơn cô. Con cảm ơn cô. Rồi em trai đi với ai? Dạ em đi với bạn đồng nghiệp cũ với cháu gái. Rồi bạn thân em. Con xin tự giới thiệu thì con là bạn của Mượn Sử. Nói chung là bạn hiền nhưng mà bạn cũng không có hút thuốc, rượu bia nữa. Không có gái gú. Tính hay nhát gái lắm. Nhát bây giờ này chưa có 24 tuổi rồi. Chưa có hung là biết rồi. Thì bạn gái bên đây dễ thương lắm á Sử ơi. Được thì mình nhắn nút luôn đi Sử. Cảm ơn anh. Rồi cảm ơn em. Thôi bây giờ chúng ta tạo điều kiện cho hai bạn gặp gỡ nhau trực tiếp nha. Kéo màn lên. Bên đây có vẻ là tâm thôi nha. Vô cái tâm thôi. Cảm ơn quà. Cảm
Ủa em làm ở đâu nhỉ? Em làm quản lý đơn hàng tại Bình Dương, Bình Chuẩn. Bình Chuẩn hả? Dạ. Gần không? Gần chỗ anh. À, anh ở đâu ạ? Hòa Lân. Hòa Lân. Cuối tuần hay là lúc rảnh rỗi thì anh thường làm gì hả anh? Khi thì anh đi đá banh, trong là đi nhậu. Anh nhậu được nhiều không anh? Nhậu cỡ 4-5 chai thôi. Chai bia ấy ạ? Ờ, nếu như mai này mà có về chung một nhà thì em sẽ san bớt cho anh 2 chai. Rồi, cảm ơn em. Sau này mà lúc rảnh rỗi nếu như mà có thể thì anh có thể nhắn tin cho em cũng được ạ. Ừ, rồi chúng ta đến đây là có cái duyên rồi. Mình nên hai người cố gắng thì có thể tìm hiểu nhau hơn. Dạ. Bây giờ nè, nói luôn đi. Dạ. Em thấy rồi, em cảm nhận cô ấy thế nào? Dạ, bạn bên dễ thương. Quá dễ thương là chuyện bình thường rồi, còn gì cảm nhận được cái gì sâu hơn nữa không? Cô ấy cũng vui vẻ. Nó thể hiện ra rồi, còn cái gì mà không ai thấy không? Tâm hồn đó, cảm giác thích không? À, thích anh. Thích anh chi? Thích cô ấy không? Dạ thích ạ. Thích ha, bây giờ thấy trong lòng nôn nao gì không? Hơi đỏ tai à. Được, có đỏ tai được rồi chứ nó... À, nó bình thường là không được. Đó, thấy đỏ là có sao xuyến rồi đó. Thôi, cô gái này mà xuất hiện nhiều chàng trai đỏ mặt sao xuyến đó nha. Bây giờ nè, thí dụ giờ hai người hẹn hò thì hẹn ở đâu? Hai người ở Bình Dương cả, mình hẹn ở Bình Dương thôi. Đương nhiên rồi mà, hẹn ở chỗ nào? Anh có lãng mạn nhiều chỗ chơi ở Bình Dương không? Ừ. Anh đi phượt nhiều lắm. À thế à? À. Tại vì em không có biết nhiều Bình Dương, em cứ đi làm về là ở nhà thôi, không đi đâu hết á. Ừ, ngoan vậy hả? Dạ. Vậy là nếu như sau này mà có cơ hội tiến đến với nhau xa hơn thì em rất vui vì đã có người rất là thông thuộc Bình Dương và có thể đưa em đi khám phá những địa điểm mới mà em chưa tới. Đi nhiều nơi cũng được chứ không phải ở Bình Dương, anh đi nhiều. Dạ. Được đó. Rồi, bây giờ nè, thí dụ giờ lấy nhau thì con cái em muốn mấy đứa? Càng đông càng vui cũng được. Anh có hay ghen không? Ghen thì yêu mới là ghen đúng không? Dạ đúng rồi. Có yêu thì có thì ghen. Có ghen. Ghen ác không anh? Không có ác đâu, anh dễ này sao ác được. À đấy ạ. Chứ cô này ra là các chàng trai theo nhiều lắm luôn á. Phải không anh? Phải mà. Sao cô ấy? Sao cô ấy hả? Tôi chưa biết tại sao vì... cô ấy mà tôi biết sao anh ấy rồi đó. Đúng vậy đó, em nói hay đó. Tại vì cô ấy chưa thích người nào thôi, chứ không phải cô gái ế đâu nha em nha. Dạ. Còn em mới là mệt đó. Em ế Nguyên Thủy đó. Ừ. Mình đôi khi cũng đừng thật quá anh trai ha. Cái gì mà mình cũng cần phải nói một cái lời nào đó cho nó ngôn tình nó hoa mỹ một chút xíu coi. Bây giờ lấy lại những gì đã mất nè. Hồi nãy giờ trong người em cảm thấy như thế nào? Từ lúc em bước lên đây em thấy cô gái này, trong lòng em sao? Chia sẻ với cổ. Anh muốn hai chúng ta có thể đi chung về một nhà. Rồi, được rồi, vậy được rồi. Nói câu này là chốt luôn rồi đó. Để tay vô trong nút bấm. Có được bấm thử không anh? Không có thử. Ở đây là thiệt chứ không có bấm thử. Suy nghĩ thật kỹ nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Điều gì đến sẽ đến, nắm tay nhau nào. Xứng đôi quá ha. Rất xứng. Xinh quá, cặp này xứng đây đôi nè. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống cùng đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn để xem phim. Rồi đó, hôn đi em. Nụ hôn đầu tiên. Vé nhẹ nhàng thôi. Từ để yên, để yên Nguyên. Chưa. Cảm giác từ từ. Từ từ. Do anh. Thấy sao? Cô ấy thơm lắm. Cô ấy thơm lắm. Xin mời bạn trai. Chào bạn. Chào Trung Linh. Mời bạn ngồi. Dạ. À, ấn tượng nha. Tóc hơi nhiều ha. À, bạn tên là gì? Dạ, em tên là Tuấn, đến từ cục thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cục thuế. À, dữ nha. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào em, mời em ngồi. Em tên là gì? Dạ em tên Thu. Thu? Dạ. Thu năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay em 26. À, Thu hiện giờ Thu đang làm gì? Dạ em là nhân viên văn phòng. Nhân viên văn phòng, dạ. Bên kia là làm thuế đó. À, nhân viên văn phòng em làm về gì? Công ty em là công ty gì? Dạ công ty em công ty dịch vụ. Trời ơi, chị nghe cái giọng em nó ngọt mà nó nghe nó ngọt mà nó vui vui thì sao đâu á. Bạn Tuấn, bạn cao mét mấy? Mét 73. Mét 73.
khá cao đấy hả? Một cái người đẹp trai thế này, công việc ổn định, vậy lý do tại sao mà bạn chưa tìm được một bạn đường hợp lý cho mình? Dạ cũng có rồi anh, nhưng mà tại vì không hợp nhau á nên chia tay. Chia tay? Dạ. Lâu chưa? Dạ cũng mấy tháng à. Mới mấy tháng đi tìm người yêu mới à? Nhắc gì đó, không có buồn, không có trăn trở gì hết. Tại vì người ta chủ động. Người ta chủ động? Chủ bạn động, nói sao chứ? Chủ động cái gì? Người ta chủ động bỏ bạn đúng không? Dạ. Chia tay bạn đúng không? Dạ. Trời ơi, vậy người ta gọi là thất tình đó. Người ta còn buồn nhiều hơn nữa, tôi bị rồi. Dạ, em bị rồi nhưng mà 2 tuần sau hết rồi. Trời ơi, sao nhanh vậy? Ủa, lý do nào mà bạn nhanh dữ vậy? Tại vì mình nghĩ là mình sống cho gia đình mình, cho ba mẹ mình nữa. Ba mẹ mình sinh ra mình thì mình phải có sống có ích. Tức là không cần người yêu. Có người nói thì bạn gái thì nhiều, cần gì phải vì lấy một người như vậy. Không có người này quay người khác. Dạ đúng rồi. Đến với chương trình thì chị thấy em cũng rất là xinh xắn cả. Em trẻ hơn tuổi rất là nhiều. Rồi tại sao em chưa có bạn trai hả? Dạ, nhiều lý do lắm chị ơi. Sao? Đầu tiên là do em ăn nhiều quá. Em ăn nhiều quá? Không, em chị nhìn em là chị cũng biết em ăn nhiều rồi. Gì nữa không? Em giữ nữa. Trời ơi. Giữ đó hả? Em giữ là sao? Ví dụ em giữ thì sao nè? Em không giữ lắm. Không giữ lắm? Đúng rồi. Nếu mà hai bên trao đổi hộ, chúng nó quýnh luôn. Không, em không có quýnh. Em chửi thôi mà. Em chửi. Trời ơi, chửi còn quá xa quýnh. Sao bạn? Bà nghe sao Tuấn? Dữ dằn quá. Dạ, bà nghe bạn cái dữ dằn quá. Em nghĩ là em muốn chọn cái người mẫu bạn trai của mình là như thế nào? Em thích bạn em cao trên 1m7. Cao trên 1m7? Dạ. Có luôn. Có răng khểnh hoặc lúm đồng tiền. Cái này là không có một cái răng khểnh mà toàn bộ răng khểnh hết. Rồi gì nữa em? Dạ. Tính tiền chính trắng một chút. Công việc ổn định. Bây giờ tôi hỏi người mà đó, cái yêu cầu của bạn gái vậy đó, còn bạn như thế nào? Cái mẫu người mà bạn thích là như thế nào? Cỡ như Hà Kiều Anh. Chết rồi, em rớt chết. Trời. Anh sao vậy anh Linh? Yêu cầu hấp dẫn quá. Anh bị gì anh Linh? Hả? Anh nghe cũng choáng. Cụ thể bây giờ nè, cái gương mặt như giống như người hài của anh rồi, nhưng cái tính tình như thế nào? Tính tình biết nhường nhịn. Ừ. Rồi biết đó trên nhường dưới, biết kính trọng cha mẹ rồi đó. Yêu cầu cao rồi, thành ra giờ ế là phải ông nội ơi. Thôi bây giờ chị nghe bên đó yêu cầu nhiều quá, mà không biết là được như cái thực lực thì như thế nào. Mà sao mà yêu cầu người ta nhiều dữ vậy? Bên đó cỡ nào mà đòi này, bên đây cỡ Hà Kiều Anh tự. Ở đây cũng sân bay quốc tế Long Thành nè. Trời. Bình tĩnh em, bình tĩnh em. Hết sức bình tĩnh. Để chị qua chị coi trước nha. Được không được chị nói em, rồi em từ cái phòng gửi xe đó là em đi luôn. Em khỏi mất công gửi chiếc xe tốn tiền nha cưng nha. Trời. Mình bớt bớt xuống một chút đi, đặng mình có đôi có cặp nha. Chứ mình đòi hỏi kiểu đó là ế dài dài luôn á. Trời ơi là trời, khổ ghê. Coi có răng khểnh không? Cười coi. Có răng súng. Có răng súng chứ có răng khểnh. Trời ơi là trời. Làm gì mà chê người của tôi vậy? Đẹp trai quá chứ bộ. Nhưng mà tôi thấy đòi hỏi là cao quá. Tôi có quyền chứ. Bớt bớt một chút đi. Không bớt. Cứ như thế mà làm không có bớt. Rồi. Mình nghĩ sao mình nói vậy? Rồi ok, tôi cho từ phòng gửi xe đi về luôn. Giỡn hoài. Thôi em, cả được, được, được. Hả? Chứ mình có giá trị của mình chứ em. Qua kiểm tra cho. Ta đẹp không? Rất là xinh, thật sự xinh á. Nhưng mà hơi tròn chút. Ta ăn nhiều thôi, ta tròn. Bây giờ chúng ta sẽ có... Bình tĩnh nha em. 2 phút để gặp mặt nhau. Để cùng... ngắm nhìn rồi xem tiếng sét ái tình nó có đánh hay không. Được rồi, mình cho người ta gửi xe về trước, mình khỏi gửi xe nha cưng nha. Nào, kéo đêm. 2, 3. 2 phút để nhìn nhau. Chào anh. Chào em, anh tên là Tuấn. Em tên Thu. Biết rồi, nãy giới thiệu rồi. Tại không biết nói gì vậy. Em nhận xét thì anh thế nào? Dạ, em nói thiệt một câu anh đừng có buồn nha. Tại em không có điều kiện mà em cần tới 4,5 rồi. Nhìn sao mà mở rồi. Vậy là hơi đi xu vậy trời.
bạn thấy mờ mờ bạn thấy Tuấn Tuấn đẹp trai không? Mờ mờ có thấy gì đâu mà nhận xét anh. Cũng thấy mờ mờ cũng được chứ. Có thấy sân bay không? nói đi Tuấn, Tuấn nói đi. Hỏi vụ gì đó, vô đi. Hỏi gì anh? Hỏi có thuốc mọc tóc không? Không, cái này em không có bán. Em hỏi anh câu này thôi nha. Mà anh nghe xong anh đừng có tự ái nha. Lỡ nó được thì được, không được thì thôi nha. Lỡ mà người ta gặp người ta nói anh là gay anh làm sao? Thì anh sẽ chứng minh anh phải là còn lại là gay. Anh chứng minh như thế nào? Mình sẽ yêu một người. Gặp nhau hỏi câu này hơi mệt rồi nha. Hết giờ. Hết giờ rồi. Trời ơi. Trời ơi cái gì vậy trời? Sao vậy em? Vì chưa cho mình nói gì kỳ vậy? Ủa thì... Không nói kỳ quá. Tự nhiên mới gặp đầu đủ từ gây sao? Chúng ta sẽ đến cái thời khắc quan trọng nhất. Và tôi nhắc lại cho các bạn là các bạn phải suy nghĩ thật kỹ để xem chúng ta có quyết định hẹn hò với nhau hay không. Và bây giờ hãy suy nghĩ thật kỹ và bắt đầu. Một. Từ từ. Hai. Bình tĩnh. Hai rưỡi. Hồi hộp. Hai tám tám. Và ba. Hết thời gian. Xin mời các bạn. Xin mời. Hình như đây là lần đầu tiên mà Cát Tường và anh Quyền Linh kết đôi cho nhau mà cả hai đều không nhấn nút chọn nhau. Vậy thì bây giờ ngay giờ phút này xin hỏi được cái cảm nghĩ của bạn như phút này là như thế nào? Tại vì em có cảm giác là không có phải là mẫu người em muốn. Thế còn bạn, tại sao bạn lại không chọn bạn nữ của tôi? Tại vì bạn có cảm giác về em không đúng nên em không chọn. Vậy là một chút tự ái của người đàn ông hả? Dạ. Nhưng mà trên tay bạn nam đang cầm cái gì vậy? Em có 4 câu thơ tặng. Bốn câu thơ. Bốn câu thơ. Cái là hộp này nè. Dạ, hộp này đựng sò. Hả? Là bốn câu thơ nằm trong cái hộp này. Dạ, dạ em đọc. Rồi, mời bạn. Mời bạn. Tham gia bạn muốn hẹn hò, nhất định phải có con sò trên tay. Nếu mà tình đã đóng say, sò này cho gửi, dắt tay nhau về. Thằng bạn. Tình yêu là mình không có nắm tay đâu. Mình không nắm tay rồi sao? Tặng về không nắm tay rồi nha. Lỡ nên lỡ đến rồi mới đưa tặng luôn. Vậy thôi nắm tay luôn, lỡ cái cũng là bắt tay giao hữu cái đi. Đó. Và bây giờ thì mời các bạn chờ trong ít phút để chúng ta tham gia vòng quay may mắn để có thể